thiền cùng nguồn ánh sáng. Bài chia sẻ của bạn Phương Hoa trong blog của bạn mình cùng đọc để chia sẻ với các bạn. Thiền cùng nguồn sáng. Từ trước khi mở live show cho tới gần đây, rất nhiều bạn mình đã hỏi mình về thiền và đa số đều có vấn đề khi học thực hành thiền. Phổ biến nhất là tâm loạn, ngồi thiền mà suy nghĩ lung tung, buồn ngủ, mệt mỏi, không có trải nghiệm đặc biệt như các bạn cùng nhóm thiền khác, hoặc ngồi lớp thì thiền tốt, về thì lại không làm được. Những vấn đề này làm nhiều bạn bỏ cuộc, hoặc tệ hơn mắc định mình không thiền được. Mình chia sẻ kinh nghiệm bản thân. Những vấn đề trên đều do chấp vào pháp tu được dạy, nghe, đọc. Ví dụ như được dạy là khi thiền phải tĩnh tâm, không nghĩ ngợi lung tung, tập trung hơi thở, quán thân, quán tâm. Với người mới bắt đầu và kể cả người thực tập lâu, việc này không dễ. Càng cố tập trung thì tâm càng dễ loạn, mệt mỏi, buồn ngủ do cơ thể ngồi không quen, sinh mệt, thêm hao tổn sức vào kiểm soát tâm loạn. Không có gì trải nghiệm vì cứ kỳ vọng là thiền là phải có trải nghiệm đặc biệt, thoát tục gì đó. Thiền nhóm thì tốt, thiền cá nhân không tốt, vì khi ở cùng nhóm, năng lượng đỡ lẫn nhau, thầy có sức mạnh nâng đỡ mình, giống như hát bè, tưởng mình hát tốt, về nhà phải chơi solo nên mới thấy thực lực mình tới đâu. Thật ra, đa số người học thiền mới đầu chỉ đều có mục đích đơn giản: giảm căng thẳng, chữa một số bệnh, kiểm soát cảm xúc bản thân tốt hơn. Với mục đích này, mình có một cách thiền rất đơn giản nhưng hiệu quả trong giai đoạn đầu thực hành, từng giúp mình khỏi ốm đau, stress và an tâm hơn khá nhiều. Mình thường thiền vào sáng sớm và tối trước khi đi ngủ. Lúc mới học thiền, giữ đúng giờ rất quan trọng. Tối thiểu phải theo đúng giờ giấc một tháng, giúp thân tâm tạo lập thói quen mới. Nên dậy sớm khoảng 5 giờ sáng mùa hè hoặc 5 giờ 30 sáng mùa đông, trước khi mặt trời mọc. Nếu có thể thiền ngoài trời thì rất tốt, còn không cần có một phòng thiền, góc thiền riêng đặc biệt, yên tĩnh, không ai quấy rầy. Trước khi thiền, nên tập vài động tác vận động, kéo giãn, nhẹ nhàng, yoga hoặc bất kỳ loại vận động nhẹ nào bạn quen, cốt đánh thức cơ thể sau giấc ngủ. Xoa vuốt mặt và toàn thân nhẹ nhàng cho tới khi hoàn toàn tỉnh táo. Ngồi thoải mái nhất, xếp chân bằng tròn kiểu bán rào kết già tùy thích. Hai bàn tay xòe nhẹ, ngửa để trên đầu gối, thư giãn hoàn toàn, buông xả, hít thở nhẹ nhàng, mắt nhắm hờ, hướng về nguồn mặt sáng mặt trời. Dù bạn ở trong phòng không đối mặt trực tiếp với ánh sáng, bạn vẫn luôn quán tưởng nguồn ánh sáng rực rỡ của mặt trời màu đỏ vàng, hoặc tốt nhất là bạn có thể thiền ngoài trời, nhẹ nhàng đón nhận nguồn ánh sáng vào vùng ngực, trái tim. Hình dung nguồn ánh sáng đó đi vào trong vùng trái tim, lan tỏa ra xương sống, toàn thân, từ từ thanh lọc cơ thể. Bạn có thể quán tưởng hoa hồng đỏ thắm giữa ngực, như nguồn yêu thương, từ bi bên trong bạn đang tỏa sáng, nở hoa dưới ánh sáng mặt trời ấm áp. Đây là cách thiền yêu thương, từ bi, bao dung. Chỉ có bạn và nguồn sáng bất tận liên tục tuôn chảy vào bạn, bạn tan đi trong ánh sáng từ bi ấy. Bạn khởi tâm yêu thương mình, từ đó lan tỏa yêu thương ra xung quanh
đồ đạc, cây cối, chim chóc, vạn vật xung quanh. Bạn trở thành nguồn sáng mới và lan tỏa ánh sáng của mình trải rộng mãi. Nếu bạn chi phối bởi dục vọng, ham muốn, sự dày vò của thể xác, lo lắng, tài chính, sức khỏe, ám ảnh tình dục, hãy nhẹ nhàng kết nối vùng bụng ngay dưới rốn với nguồn ánh sáng, để nguồn sáng từ từ đi vào vùng bụng, lan tỏa bên trong, sưởi ấm các cơ quan nội tạng và gột rửa nó. Quán tưởng cánh sen trắng ngay vùng xương cụt bụng dưới, mỗi cánh sen tỏa ra ánh trăng sáng, làm dịu và từ từ tan đi những thúc ép của sự tham dục. Nếu trong lúc hành thiền mà ý nổi lên thì đừng ngại, chỉ lặng lẽ nhìn nó như thể một bóng chim, nó sẽ bay qua nhanh chóng. Một ưu điểm rất lớn của cách thực hành này là tự nhiên, không kiểm soát bất cứ cái gì. Chỉ cần nhẹ nhàng buông mình vào trong vùng ánh sáng với sự tự tin tuyệt đối, như thể buông mình vào trong tay người yêu. Tận hưởng cảm giác được yêu thương, một tình yêu bao la. Bạn có thể quán tưởng một hình ảnh người thầy, bố, mẹ, anh, chị, Phật, bất cứ hình ảnh nào gợi trong bạn cảm xúc tốt đẹp và tình yêu lớn lao. Đón nhận nó không điều kiện, buông mình trong nó, tan đi trong nó. Nếu bạn thiền ngoài thiên nhiên, hãy buông mình vào thiên nhiên, cảm nhận tiếng gió, hơi mát của nó, mùi hương, tiếng lá xì xào, chim hót đón bình minh. Mở toang trái tim mình đón nhận năng lượng tươi mát của thiên nhiên, cảm thấy mình tan đi trong không gian, mình trở thành một tế bào của vũ trụ. Sau đó hãy tự lan tỏa yêu thương và lòng biết ơn tới toàn thể vũ trụ quanh bạn. Trong lúc đó vẫn kết nối tiếp tục với nguồn ánh sáng. Sau cùng cúi chào và tỏ lòng biết ơn và tình yêu tới nguồn ánh sáng vĩ đại ấy. Vào buổi tối trước khi đi ngủ, hãy ngồi tĩnh lặng, thư thái, lặng lẽ nhìn những cảm xúc đã đến và đi trong ngày, những điều làm bạn vui, buồn, mệt mỏi, hạnh phúc. Chỉ nhìn thôi, không phân tích, không phán xét, không vui, buồn hay ân hận. Hãy nhìn nó và để nó trôi qua. Nó đã trôi qua rồi. Cảm ơn vì cuộc sống, vì bạn đã có một ngày tốt lành. Theo đúng nghĩa, bạn vẫn còn sống, khỏe mạnh và bình an. Thiền kết nối với ánh sáng của yêu thương sẽ khơi lên nguồn yêu thương từ bi trong bạn, và sức mạnh ấy sẽ tạo ra sự thay đổi lớn lao cả về sức khỏe, tâm lý và cách sống, cách nhìn cuộc đời của bạn. Kiên trì thực hành một thời gian ngắn thôi, bạn sẽ thấy giá trị của sự kết nối ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ video.